Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại đến nhà của em Yến để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn ha. Một số mai đây, phôi có tàn có ha, dán lắc có đế đẹp đẹp. Rồi chào Yến, đâu núp ở đâu, chào qua chào lại cô nương. Dạ chào cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc. Đây cũng nay cũng lâu lắm em mới lên clip lại, mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Nay em giao lưu của cô chú anh chị mình một số cây mai tàn và mai phôi. Hình thức của em là bao sống bao ship toàn quốc. Những cây bự khủng á thì em bao ship 200 km nha, chừng có chừng 24 cây hay vậy. Rồi vậy hồi mình báo ship từng cây ha. Dạ để từng cây. Rồi bắt đầu em vô mã số 1 luôn nha cả nhà ơi. Rồi mã số 1, chiều cao mình ước lượng luôn nha quý vị. Cây này cao 1,5 m nha. Đây 1,5 m thôi em. Dạ 1,5 m thôi. Rồi 1,5 m thôi vậy. Dạ. Em ước lượng đi. Rồi tán ngang 1,2 m đi ha. Tán ngang 1,2 m nha quý vị. Hoành eo. Vô hoành luôn, cứ báo chính xác là được. Hoành eo là 21 có hơn nha cô chú rồi, anh chị. 21 hơn. Này rồi. Mình về chơi bonsai rất là đẹp luôn. Dáng hú. Có cái bông. Có cái bông luôn, bông 6 tới 12 cánh luôn. Bông. Đây, cái bông em nói ha, 2 4 6 cánh ha. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Để nè. Mã số 1. Có công để chịu trước luôn đó. Rồi giao lưu như đêm. Mã số 1 này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1,4 triệu, bao ship code toàn quốc. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo, số 2 quý vị. Rồi mã chiều cao luôn nha cả nhà. Cao là 1m16. Rồi hoành luôn em. Hoành eo là 21 luôn cô chú anh chị. Rồi xây xây luôn em. Này cây phôi của chú anh chị mình tay cành có lập tàn hông lên chơi ha. Rồi để luôn. Rồi giao lưu như đây em. Cái này em giao lưu cả nhà mình giá là 1,2 triệu, bao ship có toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Mã số 3. Rồi cao luôn em. Mã số 3 cao là 94. Rồi 94. Rồi hoành luôn. Hoành eo là 22. Rồi 22 hoành. Tắc lắc. Có đế đây. Rồi giao lưu như điên. Cái mã số 3 này em giao lưu anh chị mình giá là 1,1 triệu. Rồi 1,1 triệu. Cũng bao ship code toàn quốc hết cả nhà. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo, số 4. Rồi chiều cao luôn đi em. Cây này cao ước lượng nha anh chị, có 1,5 m ha. Rồi 1,5 m. Rồi tán ngang khoảng 1,2 m, 1,3 m gì không em? Tán ngang là 1,12 m. 1,12 m ha. Tàn dù tàn đào luôn anh chị. Rồi được cái hoành eo ha. Rồi hoành luôn. Hoành eo là 17. 17 rồi, xoay xoay luôn. Dù đế luôn nha quý vị. Đây cành cũng đẹp nè, nhắn lắc lắc nè. Đấy cũng khá ha. Giao lưu như đêm. Cái này em giao lưu cả nhà mình giá là 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống mã cây. Mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 này cao cỡ 2 m nha anh chị. Tán rồi. Ngang là 1,5 m ha. Rồi tầm đó ha. Dạ. Rồi quý vị xem dàn xương nó ha. Hoành eo 25. 25 hoành, tay cành cũng đều quá nè. 25 hoành, có cái củ bự quá ha. Ừ. Đó, hoành kia luôn, có cái rễ bự bự luôn. Xây nữa. À. Rồi, giao lưu như đêm. Mã số 5 em giao lưu cả nhà mình giá là 2,5 triệu. Rồi, 2,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 6. Mã số 6 nha cả nhà. Rồi, cao ngang luôn đi em. Cao 1,29 m. Rồi. Này ngang. Ngang 1,3 m nha cả nhà. Rồi, 1,3 m. Đọc chủ nó đây ha. Dán quái. Dán lắc. Đâu cái hoạch. Rồi, vô hoành luôn. Hoành eo ngay cổ là 23. Rồi, 23. Để cũng đẹp quá ha. Ừ. Đế bàn bích bầu luôn. Giao lưu như em. Cái này giao lưu anh chị mình giá là 1,9 triệu. Rồi, 1,9 triệu ha, đế đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 7 nha cả nhà. Số 7, cao ngang luôn em. Cao 1,5 m anh chị, lùng quá đôn tới anh chị ơi. Ước lượng thôi em.
Này ngang có 1,5 m anh chị. Rồi, cao 1,5 m, ngang 1,5 m luôn. Mình đùng đo không tới nửa lượng thôi. À, tay cành cũng đều nè. Rồi, vô quanh luôn em. Cái này hoành eo là 21. Rồi. Hơn anh chị. Tính 21 nhém, thôi. Nhém 22 ha. Nhém nhém thôi. Chiếu nè. Này đế dán hú nè anh chị mình. Rồi, giao luôn như đây em. Cái này em giao luôn chị mình giá 2,5 triệu. Rồi, 2,5 triệu ha. Bao ship toàn quốc ha em. Dạ. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo. Mã số 8 nha cả nhà. Rồi, cao ngang luôn cái em. Cái này à, cao cỡ 1,5 m, ngang 1,2 m nha anh chị. Rồi. Này là toàn dù chơi nha cả nhà ơi. Rồi, cho cái quần em nói luôn em. Này thì đế quá xá ha. Hoành eo là 26. Rồi, để. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này cũng giao lưu với anh chị mình giá là 2,5 triệu. Rồi, 2,5 triệu ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 9 không em? 9. Rồi, mã số cao 9. Luôn, ngang luôn. Cao 1,5 m, ngang 1,1 m ha cả nhà. Rồi. Hoành luôn. Em cứ đo, em cứ báo. Hoành eo 21. Rồi, 21 hoành. Cái gì nghĩa dàn xương ha. Dán lắc lắc luôn. Đế đẹp nữa nè. Đó. Rồi, giao lưu như đây em. Cái này em giao lưu với anh chị mình giá là 1,9 triệu. Rồi, 1,9 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 10. Mã số 10 cao 2 m hơn anh chị, ngang 2 m luôn ha. Rồi. Rồi, quý vị nhớ tay cành nha. Rồi, vô hoành em nói luôn em. Này hoành to rồi nha. Hoành eo là 39. Rồi, 39. Đế hết hộp luôn chị ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu anh chị mình giá 8 triệu. Rồi, bao 8... ship 200 km. Rồi, 8 triệu bao ship 200 km ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 11 quý vị. Mã 11 nha cả nhà. Phôi ha. Cao luôn. Cao là 1,17 m. Rồi, xoay xoay luôn. Nhắn lắc có tài cành. Đó. Rồi, vô hoành luôn đi. Hoành eo là 23. Rồi, xây xây luôn, để đây. Để cũng sẽ đều ở trên đây ha. Rồi, giao lưu như đây em. Cái này em giao lưu cả nhà mình giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 12. Mã 12 cao là 1,6 m nha anh chị. Rồi, ngang. Ngang 1,5 m ha. Rồi. Diện nghĩa dàn xương em nói ha. Rồi, vô hoành em nói luôn đi Yến. Hoành eo là 21. Rồi, để luôn. Rồi, giao luôn như đây em. Cái này em giao luôn anh chị mình giá là 2,4 triệu. Rồi, 2,4 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 13. Rồi, cao luôn. Cao là 1,02 m. Rồi, 1,02 m. Có số tay cành. Rồi, hoành em nó. Hoành eo là 20 đúng. 20 đúng luôn. Để. Quá xa nè. Rồi, giao lưu nha em. Cái này em giao lưu anh chị mình giá 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 14. Mã 14 cao 1,6 m nha anh chị. Rồi, ngang luôn. Ngang 1,2 m ha.
Rồi, gì nghĩa nhận xương em nói ha. Rồi, vô quanh luôn ý. Quanh eo là 24. Rồi, 24. Để luôn. Cái cũng đều. Giao lưu như đem. Cái này em giao lưu với anh chị mình giá là 2.800.000. Rồi, 2.800.000. Rồi, xuống cây. Mã số 15. Mã 15 nha anh chị. Cao luôn. Cao là 1m. Rồi. 1m. Rồi, quanh luôn. Quanh eo là 23 đúng. Rồi, 23 zin luôn. Màu đế hết nói luôn anh chị ơi. Rồi, giao luôn như đây em. Cái 15 này em giao luôn anh chị mình giá là 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây. Mã số 16. Dưới cái đột. Rồi, ước lượng luôn. Cao cỡ 2m nha anh chị. Rồi, ngang. Ngang 1,5m. Rồi. Rồi, quanh. Rồi, vô quanh luôn. Quanh eo là 30. Rồi, 30, xây xây luôn. Xuống đế luôn ha. Đế đều quá nè quý vị. Rồi, xây tiếp luôn. Bây giờ ngược lại, trên chắc bị cuốn lưới trên. À, đế xe đẹp ha, cũ nở ha. Giao luôn như đem. Cái này em giao luôn anh chị mình giá là 4.800.000. Ship sao? Bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Mã số 17. Mã 17 anh chị, cao 1m8 ha. Rồi. Ngang 1m5 hơn anh chị. Rồi. Rồi, gì nghĩa nhạc xương em nói ha. Rồi, vô quanh luôn yết. Có cái củ nở quá ha. Quanh eo 30 đúng. 30. Cái củ bự chà bá. Có sụ trứng anh chị. Đây. Đen cục, đen cục. Mua cây khuyến mãi sụ trứng nha anh chị. Đen cục nữa. Rồi, giao lưu như đem. Cái này em giao lưu với anh chị mình giá là 5.000.000. Bao ship 200 km. Rồi. Xuống cây. Mã số 18 phải không em? Dạ. Mã 18 này cao 2m5 hơn anh chị. Rồi, cả lúc trên đó luôn. Ngang là 1m5 nha. Này nghĩ quay hết được anh chị hơi dướng luôn rồi. Kẹt cái tên cái đỉnh lưới trên này. Chọc ở trên này luôn rồi nào cái gì vậy? Cái này mình về mình sửa bầu lên mình chơi dán trực nha anh chị. Về mình dựng bầu lên giùm em ha. Quanh luôn. Bảo luôn. Quanh eo 31. Rồi. Thôi, mình gân. Né né né. Chúng nó bị kẹt hết trên này. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu anh chị mình giá 2.400.000. Ship. Bao ship 200 km. Rồi, xuống cây. Mã số 19. Mã 19 nha anh chị. Rồi, cao luôn em. Xuống đi. Mét nha anh chị. Mét hơn. Này mét 4 à. Ngang mét 1 nha anh chị ơi. Rồi. Em nhắm thôi nha cả nhà. Rồi. Rồi, vô quanh em nói luôn ý. Vô luôn. Quanh eo là 26 đi. 6 tính 26 thôi. À. 27 thì sợ cái gì gì đâu, gì thiếu một xíu cái gì tiền mình. Để ha. Rồi sẽ tiếp em. Đó, để chịu hơn trước con nhóc hơn trước ha. Rồi, giao luôn như đây em. Em làm giao luôn anh chị mình giá 2.500.000. Rồi, 2.500.000. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 20. Cao luôn. Cao là 91. Rồi. Quanh luôn em. Quanh eo là 19 đúng. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, xuống đế cái quý vị. Đấy cũng quá xá nè ha.
Rồi, giao luôn như Yến. Cái này em giao luôn chị mình giá 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây. Mã số 21. Cao ngang luôn em. Cao 1.5 anh chị, ngang 1.1 nha anh chị. Rồi. Em nhắm thôi nha anh chị. Gì nhía nhía nha. Em này có đọt chủ nó nằm ở trong đây nha quý vị. Đó. Này lập tàn dù chơi ha. Kéo nhánh này qua đây ha anh chị. Đi đâu, lát em mới ghé được. Rồi, quanh eo. Rồi quanh. Quanh eo 22. Rồi. Cây mã 21 nha anh chị mình. Rồi, để luôn em. Rồi, giao luôn như đây. Cái này em giao luôn chị mình giá 1.500.000. Rồi, 1.500.000. Thân mắt trúc luôn nha anh chị. Rồi, mắt trúc người đó đó. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 22. 22. Cao là 1.4 nha anh chị. Rồi. Ngang 1.5 ha. Tầm đó đi ha. À, tầm đó đó tượng thì phúng mạnh hết anh chị. Rồi, vô hoành luôn em. Hoành eo là 22 nha anh chị. Rồi, 22. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu giá 1.700.000. Rồi, 1.700.000. Rồi, xuống cây. Mã số 23. Cao 2 mét nha anh chị. Rồi. Ngang 1.5 mét hơn ha. Cái này chơi tông cao anh chị mình. Rồi, quanh luôn. Quần eo 27 nha anh chị. Rồi, có cái củ bự quá ha. Xây xây luôn. Rồi, giao lưu như đây em. Giao lưu anh chị cây này giá 2.800.000, bao ship 200 km. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo. Dây nhợ. Mã số mấy rồi? 24. Mã 24. Rồi, cao ngang luôn em. Cao 2 mét, ngang 1.6 mét anh chị ơi. Rồi. Gì nghĩa tay cành em đó ha. Tay cành đều anh đều chị nè, ha. Rồi, quanh luôn em. Vô. Quanh eo 25 nha anh chị. Rồi, 25 hoành. Để luôn. Rồi, giao lưu như đây em. Này giao lưu anh chị mình giá là 2.600.000 nha. Tiếp tầm quốc ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Số 25. Rồi, mã số 25 ha. Rồi, cao ngang luôn Yến. Cao 2 mét, ngang 1.5 mét anh chị. Rồi. Rồi, quý vị nhớ dàn xương em đó ha. Rồi, vô quanh luôn Yến. Quanh luôn. Này quanh eo là 24 đúng nha anh chị. Rồi, 24. Để luôn. Để xè đều quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu với anh chị mình giá là 2.300.000. 2.300.000. Rồi, xuống cây. 26. Rồi, cao ngang luôn em. Cao 1.5 mét, ngang 1.3 mét nha anh chị. Rồi, mã 26 ha. Rồi, cái gì nghĩa dàn xương. Rồi, vô hoành luôn đi em. Hoành eo là 21. Rồi, 21. Để luôn. Để đều bốn mặt. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu với anh chị mình giá là 2.000.000. Rồi, 2.000.000 bao ship toàn quốc luôn em. Rồi, xuống cây. Mã số 27. Cây này cao 2.5 mét anh chị. Rồi, ngang em. Ngang cỡ 1.7 mét nha cả nhà. Rồi.
nghía nhằn xương em nó nè. Đừng kéo từ 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 gì nghía cho kỹ ha. Rồi, quành em nó luôn yết. Quành eo 30. Rồi, 30 quành. Thế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu anh chị mình giá 4 triệu rưỡi. Ship sao em? Bao ship 200 km. Rồi, bao ship 200. Rồi, xuống cây. Mã rồi. Số 28. Này cao 1,5 m anh chị. Rồi. Ngang 1 m. Rồi, quanh luôn em. Này quành eo 23. 23 quành. Rồi giao lưu như đây em. Cái này em giao lưu anh chị mình giá là 1,2 triệu. Rồi cuối clip em có giờ là những nói với quý vị không Yến? Cuối clip thì chúc cũng cuối ngày, chúc anh chị mình có một ngày hoặc là nhiều niềm vui ha. Mong anh chị mình yêu thương mình, ủng hộ giúp em ha, cũng như đăng ký kênh giúp anh Quê Dừa nha cả nhà. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mình dạng alo ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.